Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chống lại Trọng, Đinh La Thăng thẳng thừng bác bỏ cáo trạng. Trong ngày thứ ba xét xử sơ thẩm hai cựu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cùng 18 bị cáo khác trong vụ án gây thiệt hại 725 tỷ đồng cho nhà nước tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tức ngày 16 tháng 12 vừa qua, bị cáo Đinh La Thăng khẳng định cáo trạng truy tố ông cũng như lời khai của các bị cáo khác trước đó có nhiều điểm không đúng. Ông Đinh La Thăng khẳng định cáo trạng suy đoán không có căn cứ đối với trách nhiệm của ông trong vụ án này. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng tại phiên tòa xét xử vụ án gây thiệt hại 725 tỷ đồng cho nhà nước tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Khi được chủ tọa hỏi về nội dung cáo trạng đã truy tố ông Đinh La Thăng cho biết cáo trạng nêu 6 nội dung, chỉ có một nội dung đúng một phần, còn lại không đúng. Cáo trạng đúng một phần khi đề cập ông là bộ trưởng, người đứng đầu của Bộ Giao thông Vận tải phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của ngành. Bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục trình bày như sau. Nhưng chỉ đúng một phần là tôi chịu trách nhiệm về mặt chính trị, hành chính, nhưng nói tôi chịu trách nhiệm luôn về hình sự thì tôi không chịu trách nhiệm. Chẳng hạn để tai nạn giao thông tăng thì trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải là trước Quốc hội, Chính phủ. Nhưng một vụ tai nạn giao thông cụ thể xảy ra thì không thể quy trách nhiệm hình sự cho tôi được. Ông Thăng cũng chỉ ra 5 phần sai của cáo trạng được truyền thông trong nước cụ thể là báo Thanh Niên đăng tải như sau. Thứ nhất là Bộ Giao thông Vận tải có nhiều dự án vào thời điểm ông Thăng làm bộ trưởng. Có 6 dự án, 6 thứ trưởng và được phân công nhiệm vụ cụ thể, phụ trách theo từng lĩnh vực và các dự án cụ thể. Vì vậy, thứ trưởng chuyên trách là người chỉ đạo xuyên suốt, không phải ông. Theo ông Đinh La Thăng, quy cho tôi vai trò trách nhiệm là chỉ đạo xuyên suốt là không đúng. Theo ông Thăng, cả dự án ông chỉ ký 2 văn bản và chỉ đạo 1 văn bản thì không thể gọi là chỉ đạo xuyên suốt được. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bàn giao công việc cho tân Bộ trưởng Giao thông Trương Quang Nghĩa vào ngày 12 tháng 4 năm 2016. Ông tiếp tục trình bày như sau. Vào tháng 8 năm 2011, tôi ký một văn bản trình Thủ tướng về việc đồng ý tiếp nhận lại dự án sau khi công ty cổ phần BIDV trả lại, không tiếp tục đầu tư. Tháng 10 năm 2013, tôi ký quyết định thành lập hội đồng bán đấu giá, còn một cái chỉ đạo là đến tháng 6 năm 2015, anh Thẻ, tức là Nguyễn Văn Thẻ, thời đó là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, có trình tôi văn bản về việc chậm thanh toán của công ty Yên Khánh. Và tôi bút phê ngay trong đó đề nghị anh Thẻ chỉ đạo các bên làm đúng theo hợp đồng đã ký, đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là về trách nhiệm phân công nhiệm vụ. Ông Thăng trình bày không phân công trực tiếp bất kỳ một thứ trưởng nào mà căn cứ lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công thì các thứ trưởng cứ thực hiện. Tôi không gọi anh trưởng lên bảo là anh tiếp nhận lại dự án này, còn cáo trạng nói tôi giao dự án cho Tổng Công ty Cửu Long là không đúng. Tôi không giao mà thứ trưởng giao. Thứ ba là về mối quan hệ, ông Thăng khẳng định tất cả những lời khai trong hồ sơ và tại phiên tòa khẳng định ông tác động là không đúng. Thứ tư là về số tiền 725 tỷ đồng, ông Thăng nói là thuộc một vụ án khác, tôi không thể chịu trách nhiệm vì đây là hành vi gian dối để trốn doanh thu. Tuy nhiên, ông Thăng không nêu cụ thể dự án nào. Thứ năm, theo ông Thăng, đây là dự án đấu giá, vì vậy, việc triển khai phải dựa vào văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, không thể lấy quy định về đấu giá, đấu thầu vào dự án này. Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh, đấu thầu và đấu giá khác nhau, đồng thời kết luận. Vì vậy, cáo trạng hành vi của tôi và các đồng bị cáo thuộc Bộ Giao thông Vận tải là vi phạm thông tư hướng dẫn về đấu thầu là không đúng. Đồng thời, ông Thăng cũng khẳng định việc lời khai của các bị cáo khác trước đó cũng có nhiều điểm không đúng. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Hồng Trường khi còn được đương chức tham dự lễ khởi công một dự án tại Hải Dương vào ngày 3 tháng 1 năm 2015. Điểm thứ nhất mà ông Thăng chỉ ra là việc ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, khai mọi văn bản do ông này ký đều gửi lên ông Thăng là không đúng. Ông Thăng dẫn ra nhiều văn bản ông Trường ký mà không gửi cho mình, trong đó có văn bản trả lời của Thủ tướng về việc đồng ý để Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận lại dự án. Ông Thăng nói ông không biết có văn bản này, ông cũng không nhận được quyết định về giá tài sản và quyết định đơn vị trúng thầu, đấu giá và hợp đồng hai bên đã ký. Ông Thăng khẳng định trong dự án này ông không trực tiếp chỉ đạo mà đã giao cho Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường. Điểm thứ hai là về nội dung ông Dương Minh Tuấn,
nguyên tổng giám đốc công ty Cửu Long, đơn vị tiếp nhận bản giao việc bán đấu giá quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khai ông Thăng quen biết ông Hệ nên giới thiệu. Ông Thăng khẳng định không có quan hệ họ hàng, kinh tế hay chính trị gì với Đinh Ngọc Hệ, tức là Út Chọc, chỉ đơn giản là biết nhau như những người quen khác mà không có gì đặc biệt. Ông Thăng cũng chỉ rõ, tại các văn bản khai trong hồ sơ tại phiên tòa, bị cáo Minh và Hệ đều khẳng định tôi không giới thiệu Hệ hay công ty Yên Khánh tiếp cận và tham gia dự án bán quyền thu phí cao tốc. Như anh Minh khai tại tòa tháng 8 năm 2012, thì tổng công ty Cửu Long mới được giao dự án thì không có lý gì. Tháng 2 năm 2012, tôi đã gọi điện cho anh Minh để nói về dự án cả. Dự án này là đến tháng 10 năm 2013, vẫn là dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải quản lý và Bộ ra quyết định thành lập hội đồng bán đấu giá. Như vậy, toàn bộ quyền về dự án là do Bộ Giao thông Vận tải và thành viên của hội đồng bán đấu giá này 7 người, trong đó anh Minh chỉ là một thành viên. Anh Minh cũng không có vai trò gì, vì vậy không có lý do gì để gọi cho anh Minh. Ông Đinh La Thăng đã nói như thế. Và về cáo buộc gọi điện thoại bị cáo Dương Tuấn Minh, ông Đinh La Thăng khẳng định có gọi như là cuộc gọi giữa cấp trên với cấp dưới, không phải để giới thiệu. Đây là hình ảnh bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa xét xử vụ án gây thiệt hại 725 tỷ đồng cho nhà nước tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Ông Thăng cho rằng ông Minh đã thay đổi lời khai khi lập luận trong quá trình điều tra. Anh Minh từng khai tháng 4 năm 2012, tôi có gọi điện thoại cho anh Minh về nội dung giới thiệu công ty Thái Sơn này kia. Nhưng đến tháng 8 năm 2012, trong phiên đối chất, anh Minh thay đổi lời khai rằng tháng 2 năm 2012, như theo cáo trạng đề cập, theo tôi, sau khi được biết là sau khi có danh sách điện thoại của cơ quan điều tra cho xem thì anh Minh mới đổi lời khai, vì tháng 4 không có cuộc gọi nào cả. Tôi xin lỗi anh Minh, tôi không có ý gì xúc phạm anh Minh cả, nhưng thực tiễn là như vậy, tôi xin diễn giải ra. Một vấn đề nữa là anh Minh nói anh Út, tức là Đinh Ngọc Hệ, mang rượu đến sau khi cuộc gọi. Thì hôm qua, cả anh Út và Minh đều khai là đến công ty Cửu Long trước phiên đấu giá, và Út khai biết về dự án sau khi đài truyền hình đăng thông tin về dự án là hoàn toàn logic. Ông Đinh La Thăng nói tiếp, tôi khẳng định cáo trạng đề cập tôi và mối quan hệ với người này, người kia mà làm việc nọ, việc kia là không đúng. Cáo buộc này mang tính suy diễn, quy chụp, để từ đó quy trách nhiệm cho tôi là hoàn toàn sai sự thật, không đúng. Trước đó, vào hôm 15 tháng 12 năm 2020, bị cáo Đinh Ngọc Hệ cũng đã phủ nhận nhiều nội dung cáo trạng và khẳng định không nhờ ông Đinh La Thăng giới thiệu với đại diện công ty Cửu Long. Theo cáo trạng, dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có vốn ngân sách nhà nước nên việc bán quyền thu phí là bán tài sản của nhà nước, với số tiền thu được từ việc này là tài sản nhà nước. Đây là hình ảnh cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao là đơn vị chủ trì xây dựng đề án bán quyền thu phí để hoàn trả ngân sách đầu tư cho dự án. Ông Thăng, khi đó là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, xuất phát từ động cơ cá nhân đã gọi điện cho ông Dương Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cửu Long, để giới thiệu ông Đinh Ngọc Hệ và tạo điều kiện cho công ty của ông Hệ trúng thầu. Ông Hệ đã làm hồ sơ gian dối, báo cáo tài chính hai công ty con liên quan từ thua lỗ thành lãi để trúng thầu. Sau khi trúng thầu, ông Hệ bị cáo buộc gian dối về doanh thu, can thiệp trái phép vào phần mềm quản lý của Bộ Giao thông Vận tải để chiếm đoạt tài sản nhà nước. Ông Thăng, ông Hệ, ông Trường cùng một số cán bộ khác dưới quyền ông Thăng bị cáo buộc làm thiệt hại tài sản của nhà nước tới 725 tỷ đồng trong dự án đường cao tốc Trung Lương. Và phiên tòa xét xử hai cựu lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải và 18 bị cáo khác trong vụ án sai phạm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương dự kiến kéo dài từ ngày 14 đến 25 tháng 12 năm 2020. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 18 tháng 12 năm 2020 với bản tin chống lại trọng, Đinh La Thăng thẳng thừng bác bỏ cáo trạng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.